gian mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi.
nhà em có một vườn trầu. Chiều chiều anh sang bên ấy, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường, mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trầu. Anh thương em rồi, sao anh không nói để hoa
xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi. Băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyến ly chung tình. Quán họ người ơi thương tư mà chim sao, sẽ chỉ luôn kim thiếp thương chàng từ lâu. Dạ, kính thưa tập họ nhà gái, tôi họ nhà trai vừa mới đến, xin trình lễ nhập gia. Bây giờ con cũng đại diện gia đình thôi, con xin cái cô với bác, cái chú thím để nhận cái phần này thôi, vậy gọi xong đi.
tập họ nhà gái, kính thưa quý quan khách. Hôm nay ngày 25 tháng 6 năm Quý Hợi là cái ngày là hai thông gia chính thức để làm lễ thành hôn cho hai con. Thì cái phần tấn lễ của họ nhà trai của chúng tôi hôm nay gồm có 6 mâm, trong đó rượu, trà, bánh và gia vị là chính trình của ông. Nhịp cầu đưa lối, mình đã yêu nhau từ thuở nào, lời mến thương dân tràn ngọt ngào. Kề vai nhau trăng lên bờ ao, thề ước kia trăm năm đổi trao, câu chuyện trầu để vô cháu làm lễ lại họ trước rồi mới đến cái lễ trình lễ hợp tẩn thông cho hai cháu, nhưng mà để cho nó tiện việc thôi bây giờ xin phép cho cháu ra luôn để nó cùng nhau lại chủ quyền và cùng nhau lại họ luôn một luôn. Và kính thưa tộc họ và gái, kính thưa ông bà cô bác, thì chúng tôi xin tiếp tục là trình cái lễ lập thông cho cháu gái nó bước ra. Nguyện trăm năm bên người, tình ta mãi xanh tươi, lời yêu thương trao dồi, thề yêu mãi không thôi. Ôi tình này ngày lên ngôi, chứa cha niềm tin yêu người, đời chia vui mong đôi mình cùng bên nhau hát ca. Em đi cùng anh, mình xây đắp thiên đường. Từ nay có đôi nguyện chia sớt vui buồn. Cảm ơn hồng phúc và ơn đức sinh. Từ năm bé đường thì đều cho cháu nó xá, cho cháu xá từ ngày hai cháu xá từ vườn thì con để ra bông xá từ quay ra ngoài cháu đâu mặt lại quay ra trước ngoài xá lại bốn xá, nhưng mà bông xá từ mình kiểm tra rồi xá đi rồi xá đi rồi đâu mặt quay vô quay vô cuốn vô là cuốn vô hay cứ cuốn ờ vậy đó rồi xá bốn xá hai đứa nhớ quay chị quay ra quay ra cuốn lại không có lại lạ ra nha. Chương trình cái lễ đại họ chính trình quý ông, thì để cho cái lễ đại họ nó dễ biết nhau á, qua hai họ thì chúng tôi xin giới thiệu về phía họ nhà trai chúng tôi. Thì hôm nay là có ông ba của chú rể, và đây ông út, và đây là bà ba của bà út, và đây là bà ba, đây là bác ba. Xin giới thiệu họ nhà trai chúng tôi.
rồi đây là bà ngoại, đây là bà út, đây là bác hai, đây là bác chính. Thì đó cũng như trong gia đình hai họ mình cũng như nó biết qua chơi qua thì anh tiếp đi. Rồi các bạn lại họ thì bây giờ rót rượu đi rồi mời bà nội bà ngoại hai bà uống chung rượu chúc mừng hạnh phúc cho con cho cháu. Bây giờ hay vậy tôi chúc mừng họ đến uống rượu để biết hai họ, cái đó là gì, tận chung rượu để biết hai họ về ngày nào đó thì cho nó cũng rõ cho chị biết. Thôi bây giờ đại diện cũng đại diện gia đình hay họ đó, mọi nhà trai họ nhà gái đại diện thì uống nước nhớ buồn làm con phải hiểu, ai ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ. Đức sinh thành người hỡi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, người ơi làm người ở trên đời nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành nhờ ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. À, kính thưa hai họ là cái phần lễ đến đây kết thúc, cuối cùng thì đến cái phần chúng tôi trình cái lễ là rước dâu và thỉnh họ, chương trình quý ông. Thôi bây giờ tôi cũng đại diện nhà gái, bây giờ cái phần xong cho lễ của hai cháu rồi thì bây giờ là tinh phần họ nhà trai có thỉnh là họ và rước dâu. Thì đây là cũng như là mình cái số nào bà con anh em chị trong gia đình để đưa cháu về nhà chồng thì mình cũng để đứng dậy để đưa cho cháu về cho tới chỗ là trăm năm hạnh phúc. Thì bây giờ cũng thỉnh hết bà con trong gia đình hai họ. Một niềm vui.
trang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý? Chà, nhà ai có cô dâu hiền? Ồ, Ngô Thay có con lợn quay. Xôi đầy mâm nỉ, câu đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình hay tính. Lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Gió mát chẳng thành, ôi gió mát chẳng thành. Dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em. Quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm. Được tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa hơi, em theo anh vào nhà. Lòng ngất ngây nàng khúc ca trong lời thiết tha, ánh nắng ban mai như ru từng tà.
trăm năm bên duyên. Tình là tình yêu thương triền miên, ruộng gian nơi ca chúc nhau hót ru tình chúng ta. Chàng đến bên trao nàng chiếc hôn, ánh mắt yêu thương không sao rời xa. Chiếc nhẫn đeo tay có nhau trong đời, sắc son mãi tình yêu này. Sai lòng ngất ngây ngàn khúc ca trao lời thiết tha, ánh nắng ban mai như ru tình ta. Dáng tân nương thước tha quá mạnh khiến ai lòng rối bời. Bao tiếng cười reo vui nâng rượu ly chúc nhau. Một lòng trăm năm bên duyên, tình là tình yêu thương triền miên, ruộng gian nơi ca chúc nhau. Qua sự lựa chọn xây dựng hạnh phúc tình yêu của hai con Nguyễn Tiến Hòa và Nguyễn Thị Quyền Quý, hôm nay hai gia đình ông Nguyễn Đức Thắng nam chủ hôn và ông bà Nguyễn Minh Hoàng nữ chủ hôn đã chính thức kết nghĩa thông gia, làm lễ thành hôn cho hai con. Có mời đông đủ ông bà cô bác thân bằng quý thuộc hai họ của họ nhà gái nhà trai đến dự và chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Ở trong phần lễ hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu cháu Nguyễn Tiến Hòa và cháu Nguyễn Thị Quyền Quý bước ra để làm lễ ông bà. Mời hai đại diện hai thông gia đáp giá hôn, đáp giá hôn cầu nguyện cho cháu. Đây, đại diện hai thông gia.
Dạ con á, con có bộ không? Để vô cái thang đó, để vô thang đi qua. Để thang để này, để trong này. Dạ, con bố con. Con đưa hả? Để vô thang đi. Để vô thang là con thang đó. Nước chung rồi cho hai ông đụng ly giùm em. Rồi, ông ơi ông đứng gần lại đụng ly với ông này coi. Dạ, chú rể cô dâu nhìn đây nè. Đụng hai tay tay giùm con. Rồi, chúc mừng nghe cháu hạnh phúc nha. Mình tâm lý để đại họ này cũng gửi luôn nè. Ăn quà mà quý ông quý bà có phát biểu gì thì cũng mời nha. Rồi, đây, cô dâu chú rể ơi. Hai, ba, rồi hai bà uống miếng cho cháu nó lấy đứng luôn. Phải đưa lên được rồi, chụp hình được rồi, uống không được rồi. Không đưa cho bồi thôi. Vậy nó chụp hình thôi. Tiếp theo là chúng tôi xin trân trọng kính mời hai các bác chú cậu dượng, bác chú cậu dượng cô dì mở kiếm theo là đánh muối vụ cô cháu làm lễ. Ai là hai các bác chú cậu dượng cô dì mở kiếm trân trọng kính mời đến muối vụ cho cháu làm lễ. Kêu mấy giờ không ai vô bây giờ các cách bác chú cậu dượng cô cháu mà tặng quà thì không cần thiết phải bao thơ nha, bàn khóa hoặc là chiếc xe gì cũng được. Xin thông báo ai còn bên ngoài các cách bác chú cậu dượng cô gì mở tiếng đến miếu lụ cho cháu làm lễ. Ai lên trò đó là xuống kèo ơi. Không á, trò đó xuống kèo không kèo không kèo. Đứng sát rồi Trúc ơi, Trúc ơi, đứng sát rồi Trúc. Đứng sát rồi, ra cho bệnh cái kìa. Đứng là tạm thời, cháu khá thẳng là khá đi. Còn cái rụng này, tới mình làm để cho mẹ và con hưởng thụ tinh thần của cha mẹ hai bên. Và hôm nay hai con đã lớn hơn thành thân nhau, con ơn nói đương trời hiểm và không thể nào mà trả được nguyên nhân của hôm nay. Hai cháu cũng cố một chén rượu để mời cha mẹ hai ba uống. Hằng ngày nhớ ơn mẹ cha, ai cho ta đời ấm yên, ai tạo cho ta hình hài, ai người sớm hôm bú bơm. Hằng ngày nhớ ơn mẹ cha, ai người lo dựng tương lai, công cha nghĩa mẹ sâu dày nên con còn có ngày này. Hằng ngày nhớ ơn mẹ cha, ai cho ta đời ấm yên, ai tạo cho ta hình hài, ai người sớm hôm bú bơm. Hằng ngày nhớ ơn mẹ cha, ai người lo dựng tương lai, công cha nghĩa mẹ sâu dày nên con còn có ngày này.
qua là để cha mẹ trong phần này được biết là có ý kiến đại diện của đại diện mọi nhà gái và xin phép giữ ý kiến trong cái buổi lễ hôm nay là trong một cái mời hôm nay thì cháu nó cũng là làm lễ cha mẹ cũng như là hòa quý tính duyên nên chồng lên vợ trong năm hạnh phúc dạng sự như ý. Thì hôm nay cháu đã làm lễ hai hỏi đã xong, bây giờ tín dụ cha mẹ cũng gọi là xong. Bây giờ cái phần bây giờ là mẹ bên là tức thương nhẹ vợ thì có một món quà để tặng cho hai cháu, một nhỏ nhỏ để cho cháu làm chốt cho mày nhớ số tiền là 30 triệu đồng Việt Nam đó. Để ra cũng như báo là con em ơi, cũng như để cho hai cháu nhận phần quà của cha mẹ để làm chốt cho mày ăn tiếp lấy cái sự để mình lên coi. Chúc để bác hai là đại diện bên nhà gái chúc hòa quý tính duyên vợ chồng trăm năm hạnh phúc vạn sự như ý. Thì bác chúc cho hai con sau này cũng tiến lên cái đường phát triển gì dài. Coi nhà cũng như mọi gái xin mời các bé trả lại cái quyền cho mọi nhà đây. Và tiếp theo của chương trình thì đến cái phần anh chị em và bè bạn của hòa quý hôm nay đến uống rượu chúc mừng hạnh phúc của bạn của em mình. Anh hai tặng cho hai em là 10 triệu đồng. Ba nghe anh hai ơi, rồi dính cái quà đấy. Thay mặt họ nhà đàn trai chúng tôi trân trọng kính mời cho họ nhà gái bước vô nhà ăn để dùng chìa khóa cơm trân trọng kính mời. Và trong quá trình làm lễ cũng như trên này và dưới kia có những gì phía trước thì ông bà cô bác không cản cho. Và chúng tôi cũng trân trọng kính chúc cho ông bà cô bác tâm thần quyến thuộc hai họ dồi dào sức khỏe và giữ một tình trụ hạnh phúc của hai con. Trân trọng kính mời. Trên trời chỉ có đôi ta anh và em.
đây chỉ mong được bên anh. Đến khi loài chim quên lối bài, khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào. Nếu đời là một giấc chiêm bao, mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Em, anh đã thương em từ lâu. Xin được cô Hoan chào đón toàn thể quý vị và khách chúng ta về đây tham dự buổi lễ thành hôn giữa chú rể Vĩnh Hòa Sánh Duyên cùng cô dâu quyền quý. Lời nói đầu tiên cho phép Phước Ân được thay mặt gia đình và toàn thể những người thực hiện chương trình Âm Thanh Ánh Sáng Úc Anh xin được gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Kính chúc toàn thể quý vị và các bạn ngàn sự như mơ, triệu sự như ý, tỷ sự bất ngờ dị dạng lần hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay xin mời chúc mừng tình chung một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay ngày là tháng tốt, ngày 27 tháng 7 năm 2019, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Kỷ Hợi là ngày vui đặc biệt hạnh phúc dành cho đôi bạn trẻ Vĩnh Hòa và Quyền Quý.
ngày mà cả hai bạn sẽ cùng nắm tay nhau bước lên chuyến xe hôn nhân mang biển số hạnh phúc, cùng đi đến bến đỗ của tình yêu, hôn nhân, gia đình và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, cô dâu và chú rể của chúng ta có được ngày vui, ngày hạnh phúc như ngày hôm nay là nhờ ơn sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của những bậc sinh thành đã sinh dưỡng và dạy dỗ nên người. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công cha. Từng tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu về phía tộc họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Viết Thắng và bà Đỗ Thị Kim Nâu là song thân của chú rể cùng tiến về sân khấu. Xin được trân trọng kính mời hai ông bà. Về phía tập họ nhà gái, chúng tôi được xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Hoàng và bà Võ Thị Vàng là song thân của cô dâu cùng tiến về sân khấu. Xin được trân trọng kính mời hai ông bà. Cha mẹ ơn cao tựa đất trời, nuôi con cực khổ chẳng hề vơi. Mở vòng tay lớn vì con trẻ, hướng dẫn con đi suốt cuộc đời. Dạ, xin được mời hai vị tham gia. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, từ mãi từ ngày xưa cho đến bây giờ thì tình yêu luôn là đề tài muôn thuở. Vì khi yêu, đôi trái tim đâu có cùng một nhịp để nguyện mãi như chim liền cánh, như cây liền cành. Do đó bạn trẻ của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Giờ đây tất cả chúng ta, những người thân thương của họ, thật sự chào đón sự kiện trọng đại này. Ngay sau đây Phước Ngân xin được mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu và cùng chào đón sự ra mắt của hai nhân vật chính trong ngày hôm nay. Xin được chào đón Tân Lan Vịnh Hòa cùng Tân Nương Quyền Quý. Em là một nửa đời anh, tuy hai mà một trọn đời bên nhau. Có đầu không thể thiếu cao, cho môi em thắm, cho lòng anh say. Cho tình yêu đẹp hôm nay, sắc hoa màu cưới đẹp ngày bên nhau. Gia đình rất hạnh phúc trong ngày hôm nay. Giờ để ra mắt toàn thể quý vị quan khách của mình, xin được mời đại gia đình chúng ta cùng cúi đầu và chào ra mắt toàn thể quý vị quan khách của mình đi ạ. Xin được cảm ơn đại gia đình ạ. Kính thưa quý vị và ngay sau đây, Phước Linh xin được mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu và cùng theo dõi cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ thực hiện nghi thức khui rượu champagne chính thức khai mạc cho buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Và xin được mời cô chú rể tiến về bàn tiệc mà chúng tôi đã chuẩn bị ạ. Xin được mời ạ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, rượu là sự biểu hiện cho sự nồng cháy ân ái của con tim. Những dòng rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt, nước để tưới cho tình yêu được tươi thắm và mật ngọt để tô điểm hương vị cuộc sống mai sau. Em như một chén rượu đầy, anh chưa ngấp cạn mà lòng đã say. Em như một chén rượu cay, anh xin ngấp cạn để say suốt đời. Tay trong tay cùng nhau rót đầy chai rượu hạnh phúc vào tháp ly tình yêu. Điểm đến của một tình yêu đẹp đó là sự gắn kết của hai tâm hồn, hai trái tim là một. Và tình yêu sẽ càng mang một ý nghĩa lớn lao hơn khi chúng ta biết chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống này. Rồi mình pha hơi uống nha, mình nhận thôi. Rồi tiếp tục xin được mời cô dâu này tôi dâu của gia đình ạ. Xin được mời cô dâu này luôn ạ. Quý nhân xin được mời về chúng ta hãy rót đầy những ly bia, những ly nước của mình để cùng cạn với hai đình tham gia. Cũng như là cô dâu chú rể của chúng ta sẽ choàng tay nhau vũ trụ hợp cận cho bôi. Và sau tiếng đếm 1, 2, 3 thì xin được mời hai quý ông cũng như hai bạn chúng ta cùng cụm ly và cùng cạn ạ. Riêng cô dâu chú rể chúng ta choàng tay nhau và uống rượu hợp cận cho bôi ạ. Tất cả đã sẵn sàng chưa ạ? 1, 2, 3, vô! Xin được mời ạ, ăn xuôi ạ. Rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình trao đồng thắm duyên về với nhau. Chung chung bước đến mai sau, thì chung chung thì sắc màu tình yêu. Xin
mời hai đại đông gia của chúng ta lần lượt bắt tay nhau và tiến về cái bàn tiệc để chiêu đãi vị khách của mình. Riêng cô dâu chú rể chúng ta ở lại sân khấu trong giây lát. Xin lần lượt con xin phép được mời hai quý ông mà chúng ta cùng bắt tay nhau và tiến về bàn tiệc ạ. Dạ vâng ạ, con xin phép được mời hai quý bà. Và phát ngân không quên kính chúc cho tình thông gia mời mà gắn kết bền chặt kề từ đây ạ. À, vâng ạ, tốt. Bánh này bánh nghĩa, bánh tình, tấm lòng son sắt giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Và nghe thấy các bạn hạnh phúc đã nói rằng hai bạn ngày hôm nay Vĩnh Hòa và Viền Quý đã chính thức nên nghĩa vợ chồng. Và kể từ đây họ sẽ cùng nắm chặt tay nhau, cùng xây dựng một cuộc sống mới mãi mãi hạnh phúc và viên mãn về sau. Xin được cảm ơn hai bạn ạ. Và xin được mời hai bạn tập trở lại chương trình sân khấu ạ. Thì anh lấy được nàng để anh mua gạch bát tràn về xây, xây dọc gọi lại xây ngang xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Và cô dâu từng có thể bên tai chú rể rằng anh ơi trăng tròn đẹp nhất đêm rằm tình ta tháng tháng năm nhâm dựng tròn. Tình yêu mà đôi bạn trẻ dành cho nhau là không có gì có thể so sánh được. Và để minh chứng cho điều này, Phước Ngân muốn có một yêu cầu, đó là ngay tại sân khấu này cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ trao nhau một nụ hôn thật nồng thắm. Quý vị có đồng ý không ạ? Nếu đồng ý cho chàng vỗ tay thiệt lớn đi ạ. À, kính thưa quý vị, ông bà từng nói nếu trong ngày cưới chú rể hôn vào má phải của cô dâu sẽ có một cậu con trai kháo khỉnh, còn nếu hôn vào má trái sẽ có một con gái xinh xắn, còn nếu hôn môi thì sẽ có một trai và một gái. Vậy bây giờ chú rể cho Phước hỏi là chú rể muốn hôn ở đâu của cô dâu ạ? Lỡ hôm nay em chọn hôn môi rồi hôn má trái thì má phải là được không anh? Quá được đi đâu quý vị? Cái đồ chứ em chọn hôn môi à. À, xin được cảm ơn chú rể. Và ngay sau đây thì xin mời chú rể hãy đặt tay lên một bộ phận mà chú rể cho là mềm nhất của cô dâu. À, đó là vùng eo. Và cô dâu hãy đặt tay lên bộ phận cứng nhất, đó là bờ vai vững chắc của chú rể. Và sau tiếng đếm 1, 2, 3 thì anh đọc gan đánh giùm em độ nhạc khoảng 1 tiếng rưỡi. Cô dâu chú rể đứng thì hồn đung 1 tiếng rưỡi đi xuống. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Giữ luôn nghe chừng nào hết nhạc luôn nha. Ở cái nước tiền ngày xưa khi mới quen em muốn hôn một cái mà sao thẹn thùng. Hôm nay nên nghĩa vợ chồng hôn em một cái cho thỏa lòng ước mong. Chưa hết nhạc mà giữ đi, chừng hết nhạc mới xuống. Những chàng phố tay của quý vị đó ạ. À, xin được cảm ơn cái đơn vị mà với kiến thức đầu đồ hôn vừa rồi đã khép là chương trình buổi lễ tiệc cưới ngày hôm nay. Ngay sau đây Phước Ngân xin được mời quý vị chúng ta cùng mời quý chủ đề chúng ta cùng tiến về cái bàn tiệc để chiêu đãi vị văn khách của mình. Và một lần nữa Phước không quên kính chúc cho tình thông gia mà bạn gắn kết bền chặt kề từ đây. Chúc cho cô dâu chú rể của chúng ta được trăm năm tình viên mãn bậc đầu nghĩa phu thê. Và không quên kính chúc cho toàn thể vị văn khách chúng ta được nhiều sức khỏe và dùng tiệc thật ngon miệng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đa. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình.
Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông từ giờ chính thức được làm xu rồi đó. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày uống cho nó thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình bảo đảm là linh đình. Chỉ mình
đầu năm hoa lá xôn xao nợ như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Vẫn nghèo chẳng dám ước ao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đầu ngọ lời làm nên danh ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, cầm tay anh đón năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con, muốn cho vuông tròn thì anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta khoảng chừng 30 mấy, quen lắm nhìn xem em biết ngay, chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quáng trời, tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cử đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người. Đầu năm hoa lá rộn rào nợ như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Vẫn nghèo chẳng dám ước ao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đầu ngọ lời làm nên danh ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, đúng rồi, em cầm không tay gì. Anh đón năm nay duyên lành đến rồi. Thì không, gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con, muốn cho vuông tròn thì anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác nè bao lớn sang hèn thế nào anh. Anh ta khoảng chừng 30 mấy, quen lắm nhìn xem em biết ngay, chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn khôn quá trời hả. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui. Hòa quý trăm năm hạnh phúc, nên nghĩa vợ chồng răng đông đầu bạc dạng sự như ý. Thì hôm nay không quên nữa một lời, hôm nay đại diện nhà gái xin cảm ơn họ nhà trai tiếp đón nồng nàn ấm áp một ly rượu ngọt, một ly trà ấm. Hôm nay thôi họ nhà gái không xin cảm ơn là họ nhà trai, nếu có điều gì sai sót mong họ nhà trai thông cảm và tha thứ. Họ nhà gái xin tình lễ Chúa hồi thì họ nhà gái chúng tôi trước hết chân thành cảm ơn ông bà cô bác thân bằng quyến thuộc của ba nhà gái không nghĩ ngại đường về cái nơi hạnh phúc. Trong khi đó thì trong quá trình du lãi ăn uống thì có gì gây sức thì mọi nhà gái cũng thông cảm cho. Và trước khi ra về thì mọi nhà gái chúng tôi cũng có một phần quà làm hiện vật là ra gì đó để rồi đó là trước về là tiền cũng không bà là cái buổi tư dâu hôm nay thành công để rồi vui vẻ là lấy đúng không đó là thắm và đủ và cũng có hai mặt họ nhà trai chúc chúc họ nhà gái đầu đầu sức khỏe trên đường về tự độ bình an thì có không. Cũng xin đại diện người gái xin mời đại diện nhà trai bước lên để hai đại diện của mình đốt chung rượu để mừng cho cháu trăm năm hạnh phúc. Đụng ly, đụng ly, đụng ly là ngoài khỏi không ai đụng ly, đụng ly. Cái này là đặc biệt. Bây giờ thì thôi hai họ hai nhà chấp cho hòa quý. Như vậy là trăm năm hạnh phúc dạng thị dưới. Chúc cho tụi con làm phát đạt, phát tài, phát bình an. Hôm nay họ nhà gái xin chú hồi. Nhất trai nàng anh không tự hào hoa, nhất
Nhất trai là anh công tử hào hoa, nhất gái quê em quê kết con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng ngô đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong, còn em nhất làng ngoài. Tiếng giang đồn anh công tử giàu sang, tiếng cung giang em có út mộng xoàng. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bánh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân đôi lạc mong đám cưới lai rai. Trai thớt bò dê, con gái thớt lợn gà. Trai tài gái sắc đang cưới thì thật vui ghê. Trăm thuyền đuôi tơ, 50 giỏ lái trước dâu rộn ràng. À, từng bừng phao nổ, bia rượu cũng nổ, tiếng trống nhạc vang lên. Ăn mừng nguyên hương 500 con gà trống, 600 con vịt cô. Nhất trai làng anh công tử chiều chơi, nhất gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xa chuyện tôn hào dân già. Năm trăng mừng đi khắp thế gian chơi, sao trăng mừng ta vẫn cứ rong chơi. Anh nhất hành tinh, còn em nhất trần đời. Sao trăng mừng ta vẫn cứ rong chơi, anh nhất hành tinh, còn em nhất trần đời. Sao trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, anh nhất hành tinh, còn em nhất trần đời. Thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa
đôi chân ngừng đi. Vì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin nắm tay em. Em như con biết nghe, mai rừng đẹp cho cơn sông nước ngoài. Cho đi cho đi bao lần đau đã lên tiếng trong lòng. Thật buồn và nhiều thương đau. Từ lúc em mới theo tình anh, trong trận mưa anh mong mong chờ em về nơi nhớ đó anh. Em như buồn buồn chiếu, không có đường đi mong mong như kiểu ta. Bay đi bay đi theo đôi chim đã vô cánh bên trời. Nếu em vẫn luôn 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 em đi và ra, dù đúng mỗi ngày em xin ra tìm em. Nhưng hiện tại đã qua cõi mơ, trái tim anh em mau về đây. Em đây như muôn cửa chiếc nhớ. Chỉ như muôn cửa chiếc nhớ. Nhưng hiện tại đã qua cõi mơ, trái tim anh em mau về đây. Dù đúng mỗi ngày em xin ra tìm em. Nhưng hiện tại đã qua cõi mơ, trái tim anh em mau về đây.
nhiên tính em hay ghen bởi yêu thương chồng quá. Chồng ơi biết không, chồng ơi biết không, giờ yêu mỗi mình chồng. Đồng giờ đồng chồng ta biết đồng cũng cần, đừng như giá tràng sẽ cắt quay không. Tình em thủy chung sắc son một lòng, chồng ơi chồng à có yêu thấu cho lòng em. Đồng giờ đồng chồng ta biết đồng cũng cần, đừng yêu cô nào hay yêu mỗi mình em. Một khi đã yêu thì đau đau bớt tâm tâm một nhà. Ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thèm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh.